đây anh em. Nên là đồ tôi lấy giúp, đồ tôi lấy giúp thôi. Hai cần kit, hai cần kit này mới lấy xong, một cái là lấy hộ, còn một cái là của tôi. Hai cần 4,5 mét. Giá tiền ở đâu thì còn lâu mới nói, chỉ ai tôi lấy hộ thì mới biết thôi. Đây, anh em xem lưỡi câu. Thực ra ấy, rất nhiều kiểu các bạn chọn lưỡi câu với nhau, nhưng mà quan điểm riêng của tôi là tôi chọn những cái loại lưỡi như thế này. Bạn này bạn ấy bảo là bạn ấy chưa câu tứ bao giờ, tôi khuyên bạn nên lên đánh tứ này, này. Tôi có lấy thử cho bạn một cái. Đây, tôi có buộc sẵn dây linh cho bạn ấy rồi, linh dòng 3.5. Đây là cái tứ, chỗ tôi không biết là chỗ khác gọi nào, đây là chỗ tôi gọi là tứ tay cau. Đây, đây là cái tứ tay cau 8. Cái dây to này đến lúc mà các bạn cong này cong xuống các bạn rất dễ chi là chỉnh. Đây là tôi lấy hộ thôi, anh em nhờ lấy hộ thì tôi lấy thôi. Chắc chắn là tôi cũng phải lấy tiền xe ôm rồi. Bạn là bạn này bạn ấy lấy lăng C rồi, thế là bạn ấy, cái chỗ của bạn ấy thế này, nói chung là không biết là có hiếm hay không, nhưng mà thì bạn ấy nhờ, hôm nay anh em tin tưởng nhau thì nhờ lấy thôi. Đây, cái tứ này tôi rất hay đánh những cái tứ như thế này. Tứ thì có một cái là các bạn lục, đây lục tôi lấy bạn này, đây là lục 8 như nhau cả thôi. Đây, 3 lục 8. Thực ra cái này là cái xốp này, cái lưỡi này, cái xốp này tí tôi ở đây tôi đổi luôn sang, tôi tháo và đổi luôn sang anh em xem. Rồi tí bóc em cái cần kít ra xem luôn. Cần kít ở đây hôm trước là bạn Tuấn Anh bạn sang bạn chấn lột mặt của tôi, hôm nay tôi phải đi tôi lấy lại. Thực ra thì cái cầu cần cũ tôi câu tôi cũng cảm thấy rất thích vì nó khá lộc lá, cái duyên của nó rất chi là hay, cái duyên của cái đấy tôi đánh rất chi là hay lên cá. Tuấn Anh hôm trước lấy cần cũ nên hôm nay tôi đi tôi lấy cần mới thế thôi. Các bạn Tuấn Anh bạn khá lười. Đây 8 này, tứ ở đây là lục 8 này, lục 8 tay cau này. Đấy, tôi đánh rất thích đánh mấy cái này, nói chung là nó khá nhạy. Cái tứ với cả cái tứ với cả cái lục ấy nó có cái này. Đây là cái tờ giấy này anh em, cái giấy anh em dễ nhìn đó. Đây ví dụ như kiểu là cái theo quan điểm riêng của tôi ấy, cái lục bóng ví dụ như kiểu nó hay bị gàng hai lưỡi này, tất nhiên là tỷ lệ bong của nó thì cũng có thôi. Nó hay bị gàng hai lưỡi thế này thì nó tỷ lệ bong nó sẽ cao hơn là cái tứ. Cái tứ khi mà đóng nó đóng một lưỡi đóng rất chi là sâu. Đấy, đây là cái quan điểm riêng của tôi, nhưng còn mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Thế còn ví dụ như kiểu là cái tỷ lệ mà cá nó cắm đầu vào đây, mình giật lên nó trượt ở đây là đến chuyện bình thường, nhưng mà tôi nghĩ là con cá mà cái đầu nó không bằng cái chỗ này thì thôi không cần bắt, con đấy chắc nó quá nhỏ. Đúng không? Đấy, đây là tứ tôi lấy hộ này, chưa bóc tem này. Đây, linh tôi buộc tôi giúp bạn đây này. Bạn ấy nói là đây là còn hai ở đây, để tôi lắp vào đây đã rồi nói tiếp. Đây tôi lấy về tôi buộc hộ bạn lên luôn, buộc chống lật. Thực ra cho cái cách buộc chống lật đấy thì cũng có nhiều, mỗi người một kiểu thôi, nhưng mà tôi chả biết tôi buộc đúng hay không, nhưng mà tôi cũng không dám giới thiệu cái khoản đấy, tại vì mỗi người có một cách buộc riêng. Ok, đấy, đây là tôi lấy giúp này. Bạn đi tin tưởng, bạn đi nhờ tôi lấy. Ok, thì tôi tranh thủ thời gian đi tầm chọn mất, chọn rồi mua đồ cho giúp bạn này trong mất khoảng 1 tiếng đồng hồ đấy, chạy đi mất gần 4 cây số. nhà tôi, gần nhà tôi đây cũng có. Đấy, ba cái lục, một cái tứ. Đây là phao bạn ấy nhờ tôi lấy. Đây là phao câu ngày, còn đây là phao câu đêm. Mà bạn ấy bảo là thực ra ấy, cái câu thì nếu mà hồ nước sâu hay nước nông thì theo ý kiến riêng của tôi, nếu mà hồ nước sâu ấy thì có thể chọn đúng phao dài một chút để tránh sóng. Thế nhưng mà hồ của bạn ấy câu nước nó có tầm 1,5 m đến 1,7 m thôi. Nên tôi, theo tôi nghĩ thì dùng cái phao này là thích hợp. Dài quan thế này chạm xuống sâu, sâu thì cá nó sợ. Theo tôi thì dùng phao này, phao ngày thì nó thích hợp này. Đây là phao đêm, tôi mua giúp bạn ấy. Ok, đây anh em bóc tem cái cần kít này. Em ơi, quay ngang máy ra, để dọc. Cái dọc lâu chưa? Thế nó xem mỏi cổ lắm. Đây cần kít này, 2 cần, một cần của tôi, một cần tôi lấy giúp bạn này. Đây bóc tem này. Thực ra nó có rất nhiều loại cần, các bạn câu những, có nhiều bạn hay bạn ấy câu những cái cần đắt tiền, theo tôi nghĩ là không cần. Là cần dưới triệu câu ok, câu chả bao giờ hỏng. Cái cần này tôi nói chung là tôi câu rất chi là bền, 4-5 năm chưa thấy hỏng, chưa thấy vấn đề gì cả, không gãy, không bong, không chóc gì cả. Ok, đấy không? Đây 4,5 m này, ít 4,5 m. Đấy, để lên cho máy vào đây. Thế rồi, à, đây bây giờ tôi rút kéo cần ra. Tôi chỉ cần dài 4,5 m mà. Đấy, tôi đánh mè cũng biết là đánh cứ 2 tầm cần rưỡi này thôi. Đấy, 2 tầm cần rưỡi 4 m là nó rơi vào khoảng bao nhiêu đấy. Đấy, nó dài, đánh thoải mái luôn. Ok, này bóc tem thì tôi phá trinh em này đây. Thôi ra đầu tiên cần này nó thuộc dạng cần cứng, cần kít. Cần này nó thuộc dạng cần cứng. Đấy, anh em bẻ cái đầu này xuống này, ấn tay vào đây, bẻ cái nó xuống này, bọc giả lại bạn ấy như cũ. Đây, chuyển cho bạn này. Đây là những anh em lấy giúp rồi. Tất nhiên trong quá trình lấy các bạn tự, tốt nhất là các bạn tự đi mua đều được thì vẫn là tốt. Bởi vì các bạn có thể là thích cái này không thích cái kia. Còn đây do bạn ấy bảo là bạn ấy thích cái này, tôi lấy giúp bạn này. À, tất nhiên là tôi đi lấy giúp thì chắc chắn là tôi phải lấy công rồi. Chắc là cũng phải thôi 50.000 tiền công. Đấy, xong rồi mai tôi bọc bưu điện tôi gửi cho bạn ấy thôi. Mai chủ nhật không chuyển được, mai là ngày kia chuyển cho bạn ấy. Đấy, ok. Đấy, đồ tôi lấy cho bạn xong rồi nhá. Ok, đấy, check in luôn. Đây tôi úp lên đây, nếu mà đây là phao tôi chọn ưng theo ý của tôi, mà tôi nghĩ là nó thích hợp với cả cái điểm câu như bạn nói. Nếu mà bạn không ưng về lục thì tôi chọn hộ bạn, thì bạn cứ chắc là bạn lấy câu thử đi. Nên là bạn tin tôi thì tôi sẽ tin bạn, tôi chọn cho bạn. Thế còn mấy cái đồ này nếu mà bạn không ưng, ok, nếu mà bạn không ưng thì bạn cứ nói rằng phao này để lại tôi dùng được, không phải đây gì cả. Ok, thế theo tôi với cái mức nước của các bạn với cả cá như bạn đánh như này là hợp lý. Đấy, con này về tha hồ một quăng quật vụt đủ kiểu luôn. Hai con đi xỉ nhau rồi, một tháo một con rồi, con này chả cần tháo nữa bởi vì hai con nó như một. Ok, còn đây là một cái của tôi, một cái của bạn ấy. Ok.